Câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, một lần nữa gửi đến các gia đình đang có người bị bệnh tâm thần và cả chính quyền địa phương rằng chúng ta không nên du di trì hoãn trong việc quản lý người bị bệnh tâm thần, cho họ sống tự do như những người bình thường, để rồi rước họa vào nhà mình hoặc cho nhà hàng xóm. Mới đây, một người đàn ông 46 tuổi ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đã dùng cây gỗ đánh vào đầu nhân viên trạm y tế của xã, khiến bà tử vong tại chỗ. Là bệnh nhân tâm thần, hàng tuần vẫn đến trạm y tế nơi bà công tác để nhận thuốc điều trị bệnh tâm thần. Theo báo cáo của chính quyền địa phương và công an xã Đức Chánh, thì trước khi xảy ra án mạng này, hung thủ cũng đã tấn công nhiều người, trong đó có một người bị chấn thương nặng đến 90%, đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Như thế có nghĩa là vụ giết người này không phải là bột phát khiến nạn nhân và cấp chính quyền mất cảnh giác, mà đã có dự báo nhiều lần trước đó. Có một thực tế đang diễn ra ở hầu khắp các địa phương về việc quản lý người bị bệnh tâm thần, đó là cứ du di để họ sống chung với gia đình, với hy vọng nhờ vào tình thương và sự bao dung của những người ruột thịt mà có thể đưa họ trở về với cuộc sống bình thường. Quan niệm sai lầm này khiến nhiều gia đình phải trả giá rất đắt bằng cả tính mạng, không chỉ một người mà với nhiều người thân trong một gia đình. Chắc nhiều người còn nhớ hôm tháng 7 năm 2018, ba người bị chém chết cùng 9 người khác bị thương bởi một người bị bệnh tâm thần ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Vụ mới nhất xảy ra vào chiều ngày 12 tháng 7 ở xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Một người đàn ông bị bệnh tâm thần ở địa phương này vác rửa ra đường, gặp ai anh ta cũng chém. Hậu quả là một người chết và ba người bị thương một cách oan nghiệt. Có thể dẫn ra đây vô số trường hợp bị chết một cách oan nghiệt mà thủ phạm là người bị bệnh tâm thần. Một bà mẹ ở Quảng Ngãi bị con trai bị bệnh tâm thần chém chết. Một người anh bị tâm thần dìm em gái mình xuống bể bơi cho đến chết. Một người mẹ bị tâm thần đem ba đứa con nhảy cầu tự tử. Có hai dạng người tâm thần. Một là vô hại, chỉ mất kiểm soát hành vi, là nói nhảm, la hét, không mặc quần áo và đi lang thang khắp nơi chứ không quậy phá. Dạng thứ hai thì nhiều lúc tỏ ra bình thường, thậm chí có thể lao động như một người bình thường, như trường hợp ở Đức Chánh là làm thợ hồ. Việc đi lao động như người bình thường của người bị bệnh tâm thần vô tình đánh lừa mọi người, cứ tưởng họ đã khỏi bệnh, khiến nhiều người mất cảnh giác, dẫn đến phạm tội trong vô thức. Có lẽ đã đến lúc chính quyền địa phương cần kiên quyết xử lý những ai bị bệnh tâm thần phải đi điều trị dứt điểm rồi mới được về gia đình. Vì thế người nhà của người bệnh cũng không nên chấp chứa người thân của mình trong nhà nếu người đó vẫn còn bị bệnh. Chỉ có sự tự giác hợp tác giữa gia đình với chính quyền thì mới mong tránh được những bi kịch từ người bị bệnh tâm thần như đã nói trên đây.